Chào các bác nhé. Đây là hình ảnh cái máy qua camera hồng ngoại thu được nhé. Chế độ này là chế độ quay ban ngày. Đây là tôi dọi đèn lên này. Cái nhánh hoa lan này, cảnh con chim cu này. Đây là chế độ quay ban ngày các bác nhé. Đây, để cho các bác nhìn rõ thêm. Đây các bác nhìn tút ngoài kia kìa. Đây có cái chùm hoa lan này. Đây sáng đỏ này, sáng sáng đấy, bên đầu cô gái. Tôi chiếu cái đèn từ đây lên này. Đây là đang buổi tối nhé. Đấy. Thì đây là đang quay ở chế độ ban ngày. Thì khi ban ngày thì các bác sẽ quay ở cái chế độ màu nhé. Chế độ màu. Đấy, thì hình ảnh nó đem lại như vậy. Thì tôi sẽ có một cái video quay hình ảnh ban ngày cho các bác xem. Thì bây giờ tôi sẽ chuyển sang chế độ quay ban đêm nhé. Là mình sẽ phải bật sang cái chế độ quay ban đêm này. Là một này. Tôi sẽ tắt đèn đi này. Đó, tôi tắt đèn đi. Đấy, các bác nhìn khoảng trước nhé. Các bác nhìn khoảng trước kia là khoảng trống hết nhé. Đen thui nhé. Đó, tôi bật đèn hồng ngoại lên. Đây, đèn hồng ngoại này. Đèn hồng ngoại bật lên rồi ấy, nhưng các bác nhìn ở ngoài kia không thấy gì hết, tại vì camera điện thoại của mình không để thu đèn hồng ngoại. Thì bây giờ cái đèn hồng ngoại này ấy, tôi sẽ thu qua cái camera của cái máy quay này nhá. Đây các bác dọi vào cái màn hình máy quay này. Đấy. Đây này, đây là đang quay hồng ngoại này các bác này. Nhá, con chim cu này. Đây, nhành hoa lan này. Khi quay sang chế độ hồng ngoại thì các bác bật sang chế độ đen trắng nhá. Đấy, nó rất là nét, rất là rõ này. Cái này mà cự ly mấy chục mét đấy cũng là rất là nét đấy. Đây là cự ly khoảng 10 mét nhé. 10 mét này. Bây giờ tôi soi xa hơn nhé. Tôi soi xa hơn nhé các bác nhé. Đây, tôi soi xa hơn này. Tôi soi ra ngoài cổng này. Đây các bác thấy cánh cổng không? Thấy cánh cổng này. Mấy cái núm đầu inox này. Cái cánh cổng này là cách vị trí tôi ngồi nó khoảng 30 mét đấy. 25-30 mét đấy các bác nhé. Ví dụ như là mỗi đêm nhé. Đêm tối om luôn. Có con chim như này thì đúng dấu cộng này là các bác bùm. Là đảm bảo trúng mục tiêu nhé. Đây, đây là hình ảnh đêm ban đêm của cái máy quay hồng ngoại nhé. Bây giờ các bác quan sát kỹ thêm. Đây là máy quay hồng ngoại nhé, quay hồng ngoại quay ban đêm. Thì cái điện thoại các bác đang xem ấy là cái điện thoại bình thường, các bác thấy nó tối om nhé, không thấy cái gì hết, hoàn toàn tối om luôn. Thế nhưng mà khi qua cái mắt camera để cái đèn hồng ngoại hỗ trợ ấy, thì là sẽ thấy hình ảnh nhé. Đây các bác nhìn này, đây là ngọn mít này, đây ngọn cây này các bác nhé, ngọn cây cách khoảng 15-20 mét đấy, rất là nét luôn. Đây các bác thấy không? Đây là hình ảnh đấy ban đêm. Đây là đèn hồng ngoại ấy. Đây là mình bật đèn hồng ngoại này. Thế tôi bỏ xuống, cái vị trí camera vẫn giữ nguyên nhé. Đây các bác thấy tối om luôn. Đây ban đêm ấy, điện thoại mình không thể thấy hình ảnh. Đây các bác thấy rõ hơn nhé. Đây này, các bác thấy ngọn cây không? Ngọn cây này tôi dọi đèn lên này. Đây tôi dọn đèn lên các bác có thấy đúng đốm này nhá. Đây bây giờ tôi sẽ quay bằng cái máy quay hồng ngoại, các bác nhìn lên màn hình này. Đây các bác nhìn lên màn hình mà thu được nhá. Nó rất là nét. Đấy nó nét căng luôn. Đây là cự ly gần đấy. Thế này là các bác đi bắn đêm cực kỳ thích luôn nhá. Chỉ việc ngồi dình soi đúng dấu cộng là các bác bỏ. Đi ra ngoài này. Đây, nó soi đây cái cự ly cao hơn cho các bác xem. Đứng bên đây. Đây soi màn hình này. Đây. Đây các bác thấy nhá, trên ngọn sấu, đỉnh ngọn sấu cao này. Đây đây đây, quả sấu đây các bác nhá. Các bác thấy nét chưa? Đấy, quả sấu đấy. Quả sấu này ở vị trí cách mình tới 15-20 mét đấy nhá các bác nhá. Đấy các bác thấy cái đèn này nè. Nó quay cực nét luôn nhá. Cái máy camera hồng ngoại này. Đấy, camera hồng ngoại các bác nhá. Đây là quay buổi ban đêm đấy. Đây là mình bật đèn hồng ngoại đấy. Bây giờ ví dụ như để nguyên này. Tôi tắt đèn hồng ngoại đi này. Rồi. Nằm màn hình không thu được cái gì hết nhá các bác nhá. Đấy, tôi bật đèn hồng ngoại lại này.
Đấy các bác thấy không? Rõ rõ từng quả, cả quả sấu luôn nhá. Đấy. Thế còn đèn hồng ngoại ban đêm ấy thì các bác chỉ nhìn thấy này. Đúng cái dấu đỏ thôi. Đấy, cái dấu đỏ này đèn hồng ngoại nó soi này. Nhá. Thế còn ở cự ly xa ấy, thì hoàn toàn không nhìn thấy gì. Ở phía xa mà nhìn lại thì hoàn toàn không thấy gì hết nhá. Đấy các bác nhá. Cái đây là cái máy quay hồng ngoại. Tôi đang làm clip buổi đêm này. Đấy, các bác xem nhé. Máy quay hồng ngoại này. Đây là đèn hồng ngoại. Đèn hồng ngoại này. Đây là màn hình này. Nha màn hình. À, cái đây này tôi lắp trên cái kính ngắm UTG 4-16x50 nhé. 4-16x50. Máy quay hồng ngoại. Đây các bác gọi lên nhìn vào màn hình này. Trên đấy tôi om luôn. Đấy. Rất là nét nha các bác nhé. Rồi tôi sẽ có một cái clip hướng dẫn cho các bác cách lắp và những cái phụ kiện của cái máy quay này nhé. Thì đây là cái clip test hình ảnh ban đêm. Các bác xem hình ảnh thực tế đấy. Rất là đẹp. Mười mấy mét và vẫn nhìn rõ quả sấu bằng ngón tay cái nhé. Thì các bác đi ban đêm với cái gì, cái máy hỗ trợ này thì cực kỳ luôn nhé. Đó. Và cái đèn hồng ngoại ở phía trước nhìn thấy mình nhá, là không nhìn thấy gì các bác nhá. Không nhìn thấy gì hết, hoặc là đèn hồng ngoại mà. Ở đây, đây này. Đây các bác nhìn rõ này. Máy quay hồng ngoại nhá. Rồi, chào các bác, hẹn gặp lại các bác ở trong cái video ban ngày để tôi test cái hình ảnh nó rõ hơn cho các bác xem hình ảnh ban ngày mà nó mang lại nhá. Hình ảnh ban đêm thì cũng rất là sắc nét rồi. Rồi xin chào anh em nhá.